Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang đến từ The Outlook Shop và xin chào mừng mọi người trở lại với cả chuyên mục Two on Air, là một chương trình khá là học thuật của chúng mình về IELTS và được tổ chức vào 8 giờ tối thứ năm, 2 tháng một lần, 2 lần một tháng. Và hôm nay thì trong chương trình, trong số hôm nay thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà thường gặp qua về chuyên mục về phần listening. Và những cái câu hỏi này thì đã được tổng hợp qua các cái comment của các bạn độc giả, khán giả để lại trên Facebook của chúng mình, cũng như là những câu hỏi học sinh mình thì rất hay gặp phải. Again, mình là Quang và mình hiện tại đang dạy lớp junior này và lớp pre senior của The Outlook Shop. Ngoài ra thì mình cũng có làm listening musketeer của chương trình IELTS hay giỏi của VTV7. So let's get started. Ok, nào xem có câu hỏi gì nào. Mình bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên đấy là: khi thi nghe và phần số thì nên viết như thế nào ạ? Em hay bị nhầm giữa thi và team nữa thì sao ạ? Ok, thế thì rồi coi như câu hỏi này có hai phần đi. Phần đầu tiên đấy là khi thi nghe và phần số thì nên viết như thế nào ạ? Thế thì mình nghĩ cái câu này thực ra trả lời khá là đơn giản, đúng không? Bây giờ người ta cho mình để diễn đạt được một cái con số ấy, thì mình có thể viết cái phiên bản mà bằng số của nó, hoặc là mình có thể viết phiên bản bằng chữ ở đó, đúng không? Mình đánh vần ra, giả sử như là chữ 65, 65, đúng không? Mình có thể viết thẳng cụm ra là 65, hoặc là mình có thể viết là 65, đúng không? Thế theo các bạn thì cách nào nó nhanh hơn, nó dễ hơn, đúng không? Thế thì mình thì mạnh dạn được đoán đấy là viết bằng số thì nó nhanh hơn, đúng không? Tại vì chẳng may ấy, trong khi viết tự nhiên bạn bị lú, bạn quên được cách đánh vần thì sao, đúng không? Thế thì chắc chắn là mất điểm. Còn nếu mà bạn dùng chữ số thì chắc chắn là bạn không thể quên được, không thể nhầm được, đúng không? Đấy, còn về phần thứ hai của cái câu hỏi đấy, em hay bị nhầm giữa đuôi thi và đuôi team thì sao ạ? À ok, cái số như kiểu là các cặp số bạn tưởng tượng, đúng không? Như kiểu là 14 với cả 40, đúng không? 40 với 14, đúng không? Hoặc là 16, whatever, đúng không? Thế thì câu trả lời này thì thực ra cũng khá là đơn giản thôi. Đấy là nếu mà bị nhầm các cái số này thì bạn có thể tập trung hơn một chút để lắng nghe phần trọng âm của các cái số đấy. Bởi vì các bạn tưởng tượng nhé, nếu mà cái số như kiểu là số 60 đi, 60 nhé, thì người ta sẽ không đọc là 60, mà người ta sẽ đọc là 60, trọng âm rơi vào cái đằng trước cái T. Không ai người ta nhấn vào cái chữ T, người ta không đọc là 60, người ta sẽ đọc là 60, được chưa? Còn ngược lại nhé, đấy là đối với cái số 16, 16, thì người ta sẽ đọc là 16, người ta sẽ không đọc là 16, người ta sẽ đọc là 16. Teen, trọng âm luôn luôn rơi vào cái teen. Đấy nhá, easy không? Thế tức là cứ đuôi T thì người ta không nhấn vào đấy, mà đuôi teen thì người ta lại nhấn vào đấy, được chưa? 60 và 16. Ok. Ok, câu hỏi số 2 nhá. Bây giờ này, The Outlook Shop có thể chỉ em cách nghe số điện thoại sao cho đúng được không ạ? Có lúc em thấy double, triple thì là 2 hay 3 hay sao ạ? À ok, lại là một câu hỏi khá là đơn giản khác và vẫn liên quan đến số. Rồi, rồi, thế thì bây giờ như này, chỉ cái số điện thoại sao cho đúng được không? Thế thì mình nghĩ là số điện thoại nghe sao cho đúng, mà thế thì cái này thực ra là do mình nghe nhiều thì quen thôi. Bây giờ bạn tưởng tượng là đọc một cái số điện thoại thì nó chỉ có thể các cái đáp án, các cái chữ số người ta nói ra đấy chỉ có thể dao động từ 0, 1 đến 9 là cùng, đúng không? Thế nên là mình tập trung nghe cái đấy, thực ra cái phần kiến thức nó khá là cơ bản. Thế nên ấy, nếu mà muốn nghe được cái này thì mình học tốt từng cái chữ số một là được. Thế cứ từ 1, 2, 3, 4 các kiểu là chắc chắn sẽ nghe được số điện thoại. Còn có một vài những cái mà nó có thể tricky hơn một chút, thì cái thứ nhất đấy là đôi khi người ta sẽ nói cái zero, cái số không thì người ta sẽ nói thành O, đúng không? Thế thì đôi khi trong cái việc trong khi mà nói điện thoại người ta hay nói thế thì mình để ý là O thì không có nghĩa là
người ta đang cảm thán, you're so pretty, you're so handsome, mà thực ra là người ta đang vẫn ở trong cái số điện thoại đấy, được chưa? ngoài ra và các cái điểm tricky khác trong cái phần số điện thoại này thì cũng có thể là đôi khi người ta đang nói giả sử như là 1 2 3 4 5 chẳng hạn, thì triple ở đây thì rất là đơn giản thôi, cái triple là 3 lần đúng không, triple 5 thì là 5 con, à quên, 3 con 5, triple 4 là 3 con 4, còn double thì là 2 con, được chưa? Triple double 7 chẳng hạn, nó sẽ là 2 con 7, double 8 chẳng hạn, nó sẽ là 2 con 8, rất là đơn giản thôi, được chưa? Thế thì coi như mình sẽ mở rộng câu hỏi này ra luôn một chút nhé. Đấy là thực ra cái phần số điện thoại nó là một phần khá là dễ, bởi vì mình biết chắc chắn số điện thoại đó không thể nào mà có chữ cái mà đấy được, nó chỉ có số thôi, đúng không? Tức là cái option của mình nó còn thu hẹp còn một tí này thôi, mình chỉ phải nghe, nhắc lại đúng không, mình chỉ phải nghe quanh cái phần từ 0 đến 9, thế là hết. Nhưng mà một vài các cái yêu cầu khó hơn, đôi khi người ta sẽ hỏi bạn về kiểu như là postal code, hoặc là kiểu mã bưu điện ấy, hoặc là zip code kiểu mã địa phương ấy. Thì cái đấy mới gọi là khó, bởi vì khi mà hỏi những cái câu đấy thì đôi khi người ta kết hợp cả chữ cái lẫn chữ số ạ, được chưa? Mà mình biết là nếu mà mình một vài bạn mà chưa sử dụng tiếng Anh quen ấy, thì đôi khi sẽ có một vài cặp chữ với cả số mà nó khá là dễ nhầm, đúng không? Ví dụ như kiểu là ví dụ đầu tiên đấy là G với cả J này. Hai cái chữ này thì rất là dễ nhầm, bởi vì thực ra người nước ngoài người ta học hai cái chữ này nó không nhầm đâu, nhưng mà người Việt Nam ấy, thì mình lại rất là hay nhầm, bởi vì cái chữ J ở trong tiếng Anh ấy, đúng không? Thế thì trong tiếng Việt mình lại rất hay gọi là chữ J, bởi vì chúng mình người Việt chúng mình rất là hay đánh kiểu như là đánh tú lơ khơ, đúng không? Ngồi đánh tá lả với các bạn, mà đánh tá lả hay là đánh cái bài gì như thế thì mình hay đọc là JQK, đúng không? Thế nên cái chữ J thì mình cứ một cách gọi là unconsciously mình tự coi nó là chữ J với cả chữ mình đọc thì mình đọc sử thành J, đúng không? Thế nên là mình hay bị nhầm. Thế thì mình lại phải lưu ý đấy là trong tiếng Anh J là chữ G, đấy chưa? Còn J thì mới là đấy là cái chữ đấy. Ok. Đấy. Cặp tiếp theo thì mình thấy cũng rất là hay nhầm, đấy là cặp chữ H với cả số 8, đúng không? H thì nó là H, còn số 8 thì nó là 8. Một đằng là âm bật với một cái âm chờ, một đằng là 8, đúng không? Thế thì người Anh người ta còn bật nặng cái âm 8 ở đấy, còn đôi khi người Mỹ người ta còn không thể bật những cái đuôi T nữa, người ta sẽ bật 8. 8. Không. Okay. ngoài ra một cặp khác là mình thấy trước đây mình không để ý đâu, nhưng mà sau khi có đi làm quen với IELTS và có đi dạy IELTS một thời gian thì mình thấy học sinh mình đôi khi có một vài bạn lại nhầm cái cặp này, đấy là chữ B với cả chữ P, là B với cả P, như kiểu một vài người thì ngọng N với L ấy, thì các bạn này là hay ngọng B với cả P, tức là kiểu đối với mình thì nó rất là rõ ràng, nhưng chữ B là B, còn chữ P là ở đây, đúng không? Thế nhưng mà đối với các bạn ấy thì các bạn lại không thể nào mà phân biệt được. Thế nó mới buồn cười như kiểu là không đọc là pizza mà nó sẽ thành chữ B thôi, bí giờ. Đấy kiểu như thế. Thế nên là đối với cái tình huống này thì thực sự là hơi khó giải quyết ấy. Chứ cái cách giải quyết là nếu mà bạn nào mà bị rồi mà đã giải quyết được rồi thì nhắn ngay cho trung tâm để biết nhé. Ok. Rồi, vậy là câu đấy. Câu tiếp theo này. Em đi thi nghe mà cứ không kịp thời gian ấy thì phải làm thế nào ạ? Khóc, chưa nghe đọc xong câu hỏi mà đã bắt đầu nói rồi ạ. Thế thì xin cốc nước. Thế thì thực ra câu hỏi này thì mình lại thấy cái vấn đề nếu mà ấy, đi thi mà bây giờ chưa gọi là chưa nhắc đến phần trả lời, nếu mà câu hỏi mà đọc với cả nghe nó không kịp rồi thì mình cảm giác là ở đây là cái khả năng tiếng Anh của bạn khả năng cao là đây là đang chưa đủ,
để mà thực sự là đi thi IELTS mà mình cần phải luyện những cái cơ bản hơn rất là nhiều. Chưa? Bởi vì cái phần mình tưởng tượng đúng không? Đấy là cái phần trong phần người ta hỏi một cái câu hỏi ấy, thì rõ ràng cái phần câu hỏi là cái phần rất là basic rồi, ai cũng phải nghe được đúng không? Ý là ai cũng phải hiểu cái câu hỏi đấy, nghe được cái câu hỏi đấy để mà khi người ta nói đáp án thì mình còn trả lời được. Trong người ta nói rất là nhiều thứ, trong những cái thứ người ta nói mình còn phải nghe được hết tất cả những cái chỗ đấy để mình gọi là bốc một mẩu ra để mình làm đáp án mà đúng không? Thế mà nếu mà bây giờ riêng cái phần nếu mà riêng cái phần mà nghe câu hỏi với đọc câu hỏi mà đã không kịp, mà đã không đủ thời gian rồi, thì mình nghĩ là chúng mình cần phải take a step back và luyện những cái thứ nó cơ bản hơn một chút. Mình phải luyện tiếng Anh, mình phải luyện gọi là ngữ pháp cơ bản, mình phải luyện những cái thứ vốn từ cơ bản rồi phát âm cơ bản hơn. Đấy chứ là trước khi mình cắm đầu và mình đi làm những cái bài thi IELTS, những cái câu hỏi IELTS, bởi vì như thế thì trong mình khá là phản tác dụng. Ok. Đấy. Rồi. Gì nhỉ? À, quên, còn nếu mà đối với những bạn mà mặc dù có hiểu câu hỏi đúng không, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi ít thời gian để mà đọc, để mà cái gì nhỉ? Lưu quá. Hiểu được câu hỏi ấy. Thế thì chẳng may nhé, là nếu mà bạn cảm thấy cái trình độ, cái khả năng tiếng Anh của mình nó đã đủ để hiểu câu hỏi rồi, để đọc câu hỏi, để nghe được câu hỏi rồi, nhưng mà bạn không nghe kịp, thế thì khả năng ở đây một cái vấn đề khác đấy là mình chưa quen cái cách quản lý thời gian ở trong bài thi IELTS. Chưa? Thế thì có một cái vấn đề mà nhiều người không để ý lắm. Đấy là trong bài thi IELTS ấy, mặc dù nhá, cái khoảng thời gian người ta cho mình ấy là một cái khoảng thời gian nó rất là cố định. Đấy là mình được cứ trước mỗi phần nghe là mình được gọi là chuẩn bị khoảng 30 giây này, xong nghe một nửa bài, xong chuẩn bị khoảng 30 giây nữa, xong nghe một nửa bài, xong bài đấy đúng không? Xong người ta cho mình một vài lại 30 giây tiếp theo để mình xem lại cái phần nghe vừa rồi, xong mình lại sang phần tiếp theo, cái điều đấy lại lặp lại đúng không? Xuyên suốt cả cái bài thi luôn, và mình có 10 phút cuối giờ để mà mình transfer toàn bộ câu trả lời sang phần đáp án. Thế thì mình cứ nghĩ là nhiều người cứ nghĩ là kiểu như là ok, người ta cho mình thời gian thế thì mình biết thế thôi chứ làm thế nào bây giờ đúng không? Nhưng mà có một cái kỹ năng nó khá là quan trọng ở đây, đấy là gọi là time management, hay còn gọi là quản lý thời gian trong phần thi listening. Thế thì cụ thể là làm gì ở trong đấy nhá? Thì mình để ý đấy là trước mỗi cái khoảng nghe thì người ta cho mình mấy chục giây để mình đọc trước phần câu hỏi. Thế thì mình phải tận dụng một cách tối đa, mình phải cắm đầu vào và mình đọc như một cái máy các bạn nhé, cầm bút lên và gạch gạch chân các cái từ quan trọng, rồi gọi là chuẩn bị sẵn tinh thần xem người ta hỏi cái gì đi. Mình phải làm việc như một cái máy, bởi vì cái khoảng thời gian đấy chính là khoảng thời gian để cho bạn đọc câu hỏi cái gì đúng không? Thế thì nếu mà bạn lỡ miss mất 30 giây này, bạn mình kiểu ôi, tí nữa người ta mới bắt đầu nói cơ mà, mình chuẩn bị sớm làm gì vậy? Thế là toang luôn. Được chưa? Thế thì mình phải chuẩn bị rất là ghê. Với cả một cái điều nữa, đấy là dạo này mình có để ý là dường như cái bài thi IELTS bắt đầu khó hơn. Đặc biệt cái dấu hiệu rõ ràng nhất đấy là từ tháng 1 của năm nay, là cái bài thi phần listening ấy, nó đã có một chút thay đổi. Đấy là phần part 1 trong phần listening ấy, thì bây giờ người ta không cho phần mình ví dụ nữa, đúng không? Trước đây là phần đấy nó có ví dụ, và cái ví dụ đấy thì mình có thể hoàn toàn không nghe và mình dành thời gian đấy để mình đọc trước bài. Nhưng mà bây giờ người ta lại không cho mình cái ví dụ đấy nữa. Thế nên là, đúng không? Đây là cái dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy là người ta đang cố làm khó cái bài này lên. Đấy. Thế nên là không, thực sự là không có một cách nào mà có thể go around cái việc đấy, mà mình phải thực sự practice rất là ghê thôi. Được chưa? So, time management and learn the basics of English. Nice. Tiếp tục nhé. Làm sao để có thể điền từ vào ô trống cho đúng nhất ạ? Ok, rồi. Thế thì làm sao để có thể điền từ vào ô trống cho đúng nhất đúng không? Thế thì mình nghĩ là cái câu hỏi này thực sự là nó không chỉ là một câu hỏi dành riêng cho phần nghe đâu. Bởi vì trong phần đọc mình cũng áp dụng được kiến thức này luôn, đúng không? Bởi vì cái dạng bài ghép fill điền vào chỗ trống
nó là dạng bài của cả mình nghe và mình đọc phải không nào? Thế thì một cái bước mà mình thường khuyên mọi người trước khi nghe hay là trước khi đọc hay là trước khi đi tìm câu trả lời, trước khi đi bắt câu trả lời để mà điền vào nên làm, đấy là cần một bước gọi là bước set expectation, đúng không? Tức là trong cái quá trình mà mình chuẩn bị câu hỏi, mình đọc câu hỏi trước khi mà người ta kịp nói cho mình ấy, hoặc là giả sử đối với mình đọc nhé, thì trong khi mình đọc câu hỏi, trước khi mình cắm đầu đi tìm câu trả lời ấy, thì mình cần làm cái việc đấy là set expectation, hay còn gọi sang tiếng Việt đấy là bước dự đoán. Dự đoán ấy, tức là khi mà người ta vứt cho mình cái câu, khi mà người ta đưa cho mình cái câu hỏi đấy, thì mình thử đọc vào đấy xem, và mình vận dụng cái kiến thức ngữ pháp mà mình đã có được, xem liệu cái từ cần điền vào chỗ trống này, thứ nhất đơn giản nhất có thể làm được luôn nhé, đấy là loại từ gì, đúng không? Mình xem chẳng hạn như là trước đấy mà nó có một cái mạo từ như kiểu là ần hay là giờ chẳng hạn, đúng không? Thế thì khả năng cao đó là danh từ rồi còn gì nữa. Nếu mà trước đấy là trước cái chỗ trống đấy là một cái chữ to chẳng hạn, đúng không? To thì thường đi với cả to verb nguyên thể, đúng không? Đấy, tức là điền vào đấy là verb. Còn giả sử như là đằng mình có cái chỗ trống của mình, xong sau ngay sau chỗ trống của mình là một cái danh từ chẳng hạn, thì loại từ gì mà bổ nghĩa cho danh từ, đúng không? Khả năng chính là adjective. Thế nên là nhé, cái bước quan trọng ở đây mình cần phải làm đấy là set expectation, hãy ngồi dự đoán, được chưa? Đấy, xong rồi dự đoán xong thì cái loại từ thì mình thậm chí mình có thể đoán kiểu như là loại từ đấy, nếu mà danh từ thì số ít thì số nhiều này, dựa vào cái mạo từ mà người ta cho sẵn, liệu verb này thì là verb nguyên thể hay là verb ing này rồi, đúng không? Kiểu như thế. Và đôi khi có một số câu bạn không chỉ dự đoán được về phần loại từ mà còn có thể dự đoán được về cả nghĩa của từ luôn. Giả sử một vài câu rất đơn giản mà bây giờ mình vẫn nhớ bởi vì đoán phát ra luôn, đấy là một cái bài nghe về bảo tàng, xong người ta câu hỏi người ta bảo là cấm mang cái ... vào bảo tàng, đúng không? Thế bây giờ chúng mình có kinh nghiệm coi như là đi tham quan từ hồi bé còn gì nữa, khi mà đi vào bảo tàng hay là đi vào kiểu như là Lăng Bác hay là đi vào những cái nơi mà xịn sò thì người ta hay cấm mang cái gì vào, đúng không? Thường là cấm mang máy ảnh chứ còn gì nữa. Tức là khả năng câu đấy là điền đáp án là camera luôn, kiểu điểm như thế. Thế thì có rất là nhiều câu có thể đoán được như vậy luôn nhá. Đấy, xong một vài cái câu hỏi khác mà nói về một cái gọi là cái touristy spot nào đấy, một cái tourist attraction nào đấy, thì những cái câu hỏi mà tự nhiên nó ghi là cái địa điểm này nó not far from the ... không xa cái gì đấy, đúng không? Thì thường có hai đáp án mà người ta hay dùng nhất ở đây. Không xa thì thứ nhất là không xa cái city center, đúng không? Trung tâm thành phố nhé. Hoặc là không xa thì không xa cái airport. Hết. Loanh quanh hai cái đáp án đấy thôi. Được chưa? Đấy, nó rất là dễ, nhưng mà làm nhiều thì mình sẽ quen như vậy. Ok, vậy chốt lại câu trả lời cho bạn. Đấy là muốn điền từ vào chỗ trống, hay còn gọi là làm bài get feel tốt nhất, dù là phần nghe hay là phần đọc, thì mình cũng sẽ set expectation. Dạ. One second. Câu hỏi thứ 5. Khi nghe ngày tháng 5 em thấy rất rối vì chỗ điền không nhiều, điền như thế nào mới đúng ạ? Ok, lại một cái câu hỏi nữa lại liên quan đến con số. Phần này có vẻ gây nhiều thắc mắc quá nhỉ. Thế thì khi nghe ngày tháng 5 mà thấy rối vì chỗ điền không nhiều, thế thì mình nghĩ là ý của bạn ở đây là khi mà câu hỏi nó hỏi mình phải điền đáp án là date vào, đúng không? Thế thì thực ra câu trả lời nó cũng khá là easy thôi. Đấy là giả sử bên mình có một cái ngày, đấy là nay ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng 3 tháng 9. Thế thì giả sử hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020, đúng không? Thế thì đáp án của bạn, bạn phải điền cái ngày này vào ấy. Thì thường người thì đơn giản đấy là mình thường là mình không điền cái năm vào nhé. Người ta hỏi ngày thôi mà. Năm thì nó hơi kiểu như là hơi overkill một chút đấy. Thế thì mình sẽ điền vào là mùng 3 tháng 9 thôi. Mình ghi vào là 3RD này cộng với cả September. Thế là xong. Được chưa? Đấy, trick thứ nhất là nếu về viết ngày thì là 3RD cộng với September là xong, không cần năm nhé. Trick thứ hai đấy là thường cả
mình mở rộng câu hỏi này ra luôn để biết thời gian này. Đấy, giả sử như là 9:30 tối ngày mùng 3 tháng 9 chẳng hạn, 9:30 thì mình không biết là 9:30 mà mình sẽ biết là 9:30 nhé. Yeah. Ok. Rồi. Tiếp theo, Tiêu có thể chia sẻ tips để nâng cao khả năng listening không ạ? Em nên xem show gì hay đọc gì để nâng cao được ạ? Em cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì câu hỏi này thực ra là cái câu hỏi nó gồm khá là nhiều thứ ở trong đấy. Thế nên là mình sẽ tách câu hỏi này ra làm hai phần nhé. Mình tách làm hai phần như thế nào? Thì mình sẽ trả lời ngay sau khi mình uống hớp nước này. Ok. Thế thì bây giờ nhé, để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ chia làm hai situation khác nhau á. Hai trường hợp khác nhau, mình sẽ chia làm hai trường hợp khác nhau được chưa? Để tăng khả năng nghe và được gọi là điểm IELTS listening cao nhất có thể thì mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn còn nhiều thời gian để đi thi, và trường hợp thứ hai là bạn không còn mấy thời gian để đi thi. Được chưa? Nhiều thời gian là như thế nào? Đấy là 1 năm đổ lên. Ok? Còn ít thời gian thì là như thế nào? Đấy là chỉ một vài tháng thôi, nửa năm đến 1 năm đến thậm chí là ít hơn, thì đấy gọi là ít thời gian. Được chưa? Thế thì đối với trường hợp thứ nhất, đấy là trường hợp nhiều thời gian. Thế thì nhiều thời gian ấy, nếu mà 1 năm đổ lên mà mới đi thi thì cái lời khuyên của mình dành cho các bạn đấy là mình chưa cắm đầu vào mình nghe các cái bài test thôi, mà mình hãy nghe những cái gì mà làm mình thích. Và cái mà mình làm mình thích thì cái mà làm mình thích nhất đấy là mình hay ngồi xem Netflix. Được chưa? Thế thì rõ ràng obviously cái Netflix là một cái mà phải pay để mà xem được, đúng không? Thế thì bạn nếu như có điều kiện thì bạn có thể đầu tư một cái tài khoản Netflix mà share với một vài bạn khác, hoặc là bạn có thể lên rất là nhiều những cái trang khác để mà xem, ví dụ như là Fimoy nhá. Đấy là sự như thế. Đấy, anyways, thế thì xem cái gì đúng không? Thế thì xem anything mà bạn cảm thấy thích. Thế thì đối với mình cái đấy mà cái mà mình thích nhất đấy là thường những cái phim, những cái series mà sitcom của nước ngoài. Đấy, cái mà mình thích nhất ở đây đấy là mà mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi, đấy là series How I Met Your Mother này. Ngoài ra mình có xem một vài show khác, ví dụ như là Brooklyn Nine-Nine này, ví dụ như là mình xem Shark Tank này. Ok. Thế thì xem mỗi cái đấy thì nó đều bổ trợ cho tiếng Anh của mình rất là nhiều. Bởi vì mình tưởng tượng ấy, nếu như bây giờ cái cách học tiếng Anh của mình đấy là mình biết sẵn một vài từ, mình biết sẵn một vài cấu trúc ngữ pháp, xong rồi mình cố gắng tạo được câu, thế là mình chấp vá các cái từ tiếng Anh mà mình biết lại với nhau, sử dụng sẵn cái cấu trúc ngữ pháp đấy, đúng không? Thế thì đôi khi là thứ nhất là mình dùng một chả đúng, tức là mình sai, mình dùng sai từ đấy, mình dùng sai cấu trúc ngữ pháp đấy, đúng không? Đôi khi thì mình bị nhầm collocation. Collocation có nghĩa là những cái từ giống tiếng Anh mà nó hay đi với nhau mà tự nhiên mình dùng lệch ra một cái là nghe nó rất là kỳ. Giả sử mình muốn nói là hôm nay mưa lớn quá, thì lớn thì mình lại lỡ nói là big hay là large. Big rain, cả large rain thì quá là toang luôn, đúng không? Mà cái cần ở đây nếu mà muốn đúng collocation thì nó phải là heavy rain, đúng không? Thế thì cái việc mà xem nhiều những cái series ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn dùng tiếng Anh một cách tự nhiên hơn như vậy. Tức là tình huống này thì mình phải dùng câu như thế này này, mình bắt chước người ta luôn. Tình huống khác, muốn khen cái này, muốn chê cái này, muốn nói về cái khái niệm này thì mình dùng những cái câu như thế nào. Đấy, thì xem những cái series phim như vậy là nó giúp bổ trợ cho mình rất là nhiều. Nó giúp bổ trợ cho mình, không mình sẽ không tính theo kiểu là học từng từ một mà học cả cụm luôn. Đấy, cái đấy nó rất là hay ở đấy. Và rõ ràng là xem nhiều thì gọi là trong tiếng Việt có cái câu gì nhỉ? Mưa dầm thấm lâu à? Có nghĩa là khi mà mình xem nhiều ấy, thì mình có thể không ý thức việc này đâu, nhưng mà mình sẽ học được rất là nhiều. Mình nghe mình sẽ học được về, mình sẽ nghe tốt hơn, mình sẽ nói tốt hơn, mình sẽ đặt câu tốt hơn, mình sẽ dùng từ tốt hơn, tất cả các thứ. Đấy chưa? Đấy, tóm lại là xem cái gì mà làm mình thích. Và đương nhiên nhé, lưu ý này, xem thì xem bằng sắp tiếng Anh, không xem sắp tiếng Việt. Đấy chưa? Khi mà mình nghe một cái chữ gì đấy và mình nhìn được cái mặt chữ đấy bằng tiếng Anh luôn ấy, thì rõ ràng nó sẽ tốt hơn.
so với cái việc bạn nghe một cái chữ gì đấy trong tiếng Anh, xong bạn lại nhìn thấy cái chữ tiếng Việt của nó, bạn sẽ không hiểu đấy là từ gì cả. Được chưa? Đương nhiên thỉnh thoảng mình sẽ hiểu đấy, nhưng mà cái trường hợp đấy nó rất là nhỏ thôi. Ok, đấy là trường hợp thứ nhất. Xem trường thứ nhất là thời gian dài thì mình sẽ hãy xem những thứ mình thích, ví dụ như là Netflix, ví dụ như là YouTube, có rất là nhiều cái hay ở trên đấy. Trường hợp thứ hai đấy là còn ít thời gian thì làm gì, đúng không? Thế thì rõ ràng đối trường hợp này thì mình nên xem phim ít thôi, và mình nên cắm đầu và mình học những cái bài IELTS thôi, đúng không? Thế thì cái cách luyện đối với những cái bài làm thế nào để luyện để thi IELTS, đúng không? Thế thì hiển nhiên ở đây là có một cái bộ sách huyền thoại mà tất cả những người học IELTS đều biết, đấy là bộ sách Cam, đúng không? Thế nhưng mà cách dùng sách Cam như thế nào cho đúng thì không phải là ai cũng biết, bởi vì mình đọc rất là nhiều những cái post ở trên những cái group học IELTS, những cái comment rồi, đấy là bây giờ em, anh chị ơi, em làm hết quyển Cam từ 7 đến 14 rồi, em làm hết quyển Cam từ 8 đến 15 rồi, bây giờ em học sang quyển nào khác ạ, đúng không? Thế thì chứng tỏ những cái người đấy là chắc chắn là học chưa đúng cách. Bởi vì mình tưởng tượng nhé, nếu như mà cái cách thứ nhất như sau, đấy là bạn ngồi làm hết một đề, bấm đúng thời gian làm hết một đề, nghe đúng một lần, đúng không? Như đi thi thật, xong bạn dở ra đằng sau và check đáp án, xong bạn lại đặt đề khác, xong bạn lại dở ra đằng sau và bạn lại check đáp án, đúng không? Thế thì cái cách làm đấy, bây giờ bạn tưởng tượng là nó chỉ giúp cho mình biết được là liệu mình khả năng của mình đang ở đâu thôi, đúng không? Lần này mình đúng 22 câu, lần sau mình vẫn sẽ đúng 22 câu, lần sau nữa thì mình vẫn sẽ dao động quanh cái khoảng 22, 23 câu đấy của mình. Nó không thể giúp cho mình cải thiện được. Ok? Còn bây giờ muốn cải thiện ấy, thì phải làm thế nào? Đấy là mình phải ngồi cày cái phần transcript mà ở cuối sách ấy. Mình phải ngồi đọc cái đấy nhiều vào. Được chưa? Coi như là mình phải cày nát cái phần transcript đã, trước khi mà mình thực sự nghe để làm bài. Thì lời khuyên này cho các bạn, đấy là mình hãy ngồi đọc và dịch phần transcript. Đọc dịch cho hiểu hết đi, rồi mới bắt đầu đi gọi là nghe. Nhưng mà tiếp theo này, nghe thì mình cũng không nghe luôn mà mình sẽ nghe chay. Tức là mình kiểu đọc sách lại nhá, xong mình ngồi, mình để cái transcript trước mặt xong mình nghe. Hoặc là mình phải đóng cái transcript lại xong mình chỉ ngồi nghe thôi, nghe xem có hiểu gì không. Nếu mà tưởng tượng, nếu mà đọc transcript hiểu hết, gì cũng hiểu, không thiếu một tí nào cả, nhưng mà nghe lại không hiểu gì, đúng không? Thế thì khả năng là không biết là toàn cái gì ở đây. Cho các bạn 5 giây để đoán. Ok, thế thì khả năng ở đây mình đang toàn cái phần phát âm. Tức là người ta mà phải, cái người nước ngoài, người ta phải phát âm mà sai như mình thì mình mới nghe được. Mỗi tội người ta lại phát âm đúng quá, mình nghe lại không ra, đúng không? Thế thì đấy, cái vấn đề đấy là mình lại phải chuyển sang chỉnh phát âm nữa. Được chưa? So there's that. Xong bước cuối cùng thì mình mới lật đến cái đề thi và mình mới ngồi làm. Ok. Thế thì bảo đảm với các bạn là làm như thế này ấy, nó sẽ mất thời gian hơn khi mà bạn làm kiểu bình thường. Ngồi làm bình thường thì có 30 phút nghe cộng 10 phút transfer là 40 phút là xong một bài gì, đúng không? Còn lần này bạn có thể mất nhiều tiếng đồng hồ trong một bài thi. Nhưng mà cái nhiều tiếng này thì nó mình sẽ thu lại được một cái gì đấy. Được chưa? Mình sẽ thu lại được rất nhiều từ vựng, mình sẽ thu lại được nhiều cấu trúc. Đấy, đấy mới gọi là cách học nghe chuẩn. Ok. Thôi rồi. Không có hỏi gì không nhỉ? Trông không phải. Hết rồi đấy. Hết câu hỏi đấy các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn mà có thắc mắc gì, có những cái câu hỏi gì thì bạn cứ comment vào dưới đây và chúng mình sẽ xử lý vào những cái số tiếp theo nhé. So anyways, mình là Quang đến từ The IELTS Workshop và đây là Till On Air phát sóng vào thứ năm 8 giờ tối 2 lần một tháng. Ok. Và see you guys.